những khoảnh khắc khó đỡ trong bóng đá. Năm 2018, phút 81 trận đấu giữa Man United và Chelsea, Eric Bailly được tung vào sân để thay thế cho Sanchez. Trung vệ người bờ biển Nga cầm theo một mảnh giấy ghi những lời dặn dò của huấn luyện viên Mourinho đến chỗ của Matic cùng vẻ mặt khá nghiêm trọng. Nhìn thấy Matic nhận mảnh giấy bí mật từ Mourinho, William chạy theo đồng đội cũ để đọc nhưng không hề thành công. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Bóng đá là môn thể thao có thể đưa người xem đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc và được coi là thứ duy nhất có thể khiến đàn ông rơi nước mắt. Thế nhưng không nói về những câu chuyện cảm động, hôm nay hãy cùng chúng tôi đổi gió khi đến với những tình huống hài hước và khó đỡ nhất trong bóng đá nhé. Thông thường trái bóng thi đấu sẽ được mang vào sân bởi các em bé mascot hay bởi chính trọng tài chính. Đặc biệt hơn một chút sẽ có những linh vật của giải đấu hay đội bóng được phép mang trái bóng vào sân. Tuy nhiên trong một trận đấu ở cúp quốc gia Pháp, quả bóng thi đấu đã được mang vào sân bằng một chiếc xe ô tô mini. Điều này đã khiến cho siêu sao Mbappe đã mắt tròn mắt dạt nhìn chiếc siêu xe mini này. Có vẻ như đây cũng là một hành động nhằm quảng cáo cho hãng xe hơi này. Các cầu thủ dự bị thường sẽ mặc những bộ quần áo ấm thay vì quần áo thi đấu nếu như thời tiết bên ngoài trở lạnh. Và có vẻ như anh chàng này đã quá nóng lòng vào sân thi đấu mà quên rằng mình đang mặc gì trên người. Sau vài phút thi đấu, cầu thủ này mới nhận ra rằng mình vẫn đang mặc quần dài. Chính vì thế, anh chàng này đã phải cởi bỏ chiếc quần của mình ngay trên sân để tiếp tục thi đấu trở lại. Việc bố trí một cầu thủ nằm ở dưới hàng rào đá phạt là biện pháp được rất nhiều đội bóng sử dụng. Điều này sẽ giúp những cầu thủ đứng rào thoải mái bật cao mà không sợ bị thua bởi những tình huống sút phạt dìm. Trong trận đấu giữa Liverpool và Man City, Zinchenko chính là người được giao trọng trách này. Tuy nhiên vì quay mặt về phía thủ môn nên đồng đội của hậu vệ người Ukraine đã phải tự tay để chỉnh vị trí nằm của anh sao cho hợp lý. Trong lịch sử bóng đá thế giới, đã có rất nhiều đội bóng sáng tạo ra những màn ăn mừng vô cùng độc đáo và thú vị. Đương nhiên với tình huống này là một trong những màn ăn mừng hài hước như vậy. Sau khi đệm bóng vào lưới trống, tất cả cầu thủ của đội bóng này đã cùng nhau xếp thành một hàng dọc ở sát đường biên. Những anh chàng vui tính này đã tạo ra một chiếc thuyền và thực hiện động tác ăn mừng giống như đang chèo trên sông.
Trái ngược với sự chắc chắn của Ter Stegen, thủ thành còn lại của Barcelona là Neto lại tỏ ra cực kỳ thiếu an toàn và thường xuyên mắc những sai lầm cá nhân. Sau đường chuyền về rất đơn giản của Piqué, Neto lại có một pha đỡ bước một cực kỳ tệ hại. Thủ thành người Brazil đã để cho bóng lọt qua hai chân và tạo ra cơ hội cho tiền đạo đối phương dứt điểm vào lưới trống. Mặc dù là thủ thành có nhiều kinh nghiệm tại La Liga, thế nhưng pha xử lý này của Neto chả khác gì một kẻ mới học việc. Pepe được biết đến với biệt danh là gã đồ tể khi trung vệ này luôn có những pha tranh chấp bóng cực kỳ quyết liệt. Tuy nhiên không chỉ nóng tính, hậu vệ người Bồ Đào Nha còn có máu cà khịa đối thủ. Sau pha va chạm với Morata, Pepe đã cho rằng tiền đạo bên phía Juventus ăn vạ. Chính vì thế Pepe đã liên tục buông ra những lời chế nhạo và có những biểu cảm mô phỏng Morata một cách cực kỳ hài hước. Thông thường các cầu thủ chỉ lấy đà vài bước chân trước khi thực hiện cú sút penalty. Thế nhưng có lẽ anh chàng này đang muốn đánh lừa thủ môn khi thực hiện một pha lấy đà rất xa. Cầu thủ trong clip này đã lấy đà ở khoảng cách gần 25m chỉ để thực hiện một cú sút ở cự ly 11m. Sau pha làm màu khó hiểu đó, cầu thủ này tung ra một cú sút quá hiền và không thể đánh bại được thủ môn đối phương. Tình huống này đã được các cổ động viên MU chế giễu trên mạng xã hội với tên gọi pha bỏ lửa của thế kỷ. Trong tình huống mà đội chủ sân Old Trafford được hưởng một quả phạt góc, đường tạt bóng của Alex Telles đã vô tình tạo ra một cơ hội cực kỳ ngon ăn cho Harry Maguire. Cú đánh đầu ngược của Bruno đã đưa bóng tìm đến đúng vị trí của trung vệ người Anh. Ở khoảng cách chỉ chưa đầy 1m và không bị ai theo kèm, không biết bằng một cách nào đó mà pha đệm lòng của Maguire lại không đưa được bóng vào lưới. Kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Southampton, Sadio Mane đã vươn mình để trở thành một trong những tiền đạo cánh trái hay nhất Premier League cũng như ở châu Âu. Tuy nhiên, khi The Kop gặp khủng hoảng, Mane cũng có những pha thi đấu cực kỳ vụng về. Có cơ hội thoát súng đối mặt với thủ môn Chelsea, tiền đạo người Senegal lại có một cú vô lê trượt rất vô duyên. Sau pha sút trượt, Mane vẫn còn ngơ ngác đi tìm bóng trong khi thủ thành Mendy đã ôm gọn bóng từ lâu. Hakim Ziyech là bản hợp đồng được kỳ vọng rất nhiều của Chelsea khi cầu thủ này đã có một màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Ajax. Thế nhưng kể từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge, tiền vệ người Maroc dường như đã đánh mất chính mình. Từ giữa sân, Ziyech tung ra một đường chuyền không cho bất cứ một cầu thủ nào và để bóng đi hết đường biên ngang. Vì không có đồng đội nào di chuyển ở khu vực đó, có lẽ Ziyech đã nhìn nhầm trọng tài là cầu thủ của đội mình.
Có lẽ các bạn đã có những giây phút cười sảng khoái khi theo dõi những tình huống khó đỡ trong bóng đá vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Và nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.